ở trực tiếp với khủng long bạo chúa đó các bạn. Cũng con khủng long Giganotosaurus rất là đẹp. Wow, một con khủng long Mauralosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài khủng long Mauralosaurus này là nó có một cái sừng mọc ngược nè các bạn. Con khủng long này có một màu hồng và có những cái đốm xanh nhìn rất là đặc biệt nha các bạn. Tuy kích thước lớn nhưng đây là loài động vật ăn cỏ. Đó nha các bạn. Wow, là con khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Nhưng mà con khủng long Stegosaurus này có một đặc điểm nó bật là hai đường vây lưng của nó màu đỏ nha các bạn. Nhìn rất nổi bật luôn. Cuối phần đuôi nó có những cái gai nhọn rất là đặc biệt nè các bạn. Một con khủng long Stegosaurus màu xám với những cái vây màu đỏ nhìn rất là đẹp nha các bạn. Wow, chú khủng long kích thước rất là lớn các bạn ơi. Không biết đây là gọi là khủng long gì. Wow, một khủng long Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, nhìn cổ nó dài chưa kìa. Hãy nhìn cái đuôi nó cũng dài không kém mà nó kích thước cũng rất là lớn nha. Khối lượng nó có thể lên 30 tấn nha các bạn. Tuy thân hình hộ pháp là thế nhưng đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Wow, một chú khủng long Triceratops nha các bạn. Loài Triceratops này có đặc điểm là lớp da của nó rất là dày nha. Ba chiếc sừng của nó đây nè. Và trên cổ nó có một cái vây như một tấm khiên trắng mà các bạn. Loài khủng long này có thể nặng đến 5 tấn nha các bạn. Wow, chú hết kỳ quốc kỳ màu xanh các bạn ơi. Nó đang nhanh lên ra cửa với các bạn nè. Chú hết kiểu ghi rất là đẹp màu xanh nha, nhìn rất là đáng yêu. Wow, chú khủng long Mauralosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Mauralosaurus màu xanh. Đặc điểm của loài này là cái sừng mọc ngược các bạn. Kích thước lớn như này là loài vật ăn cỏ hiền lành nha các bạn. Một chú khủng long Mauralosaurus rất là đẹp. Wow, một con khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Loài khủng long có vây lưng nhìn rất là đặc trưng nha các bạn. Và Spinosaurus này màu đen nha các bạn. Màu đỏ và màu đen nhìn rất là đẹp. Wow, tiếp tục một con khủng long ba sừng rất là đẹp các bạn ơi. Nhìn hai cái sừng lớn của nó nha, rất là nhỏ nha. Một cái sừng nhỏ phía mũi nó nè các bạn. Trên lưng của nó thì có những cái gai mọc theo sóng đuôi luôn nha các bạn. Cổ thì có một cái vảy như là cái lá chắn mà các bạn. Các bạn nhìn qua là biết cái lớp da nó rất là dày rồi. Lần này là chú hổ các bạn ơi, một chú hổ màu cam với những cái sọc vằn màu đen nữa các bạn. Hổ được xem là loài chúa săn lâm nha các bạn. Chú hổ rất là ngầu luôn. Wow, một chú khủng long Indominus Rex các bạn ơi. Một loài con khủng long Indominus Rex, tuy kích thước này chưa phải là lớn lắm nhưng nó săn mồi rất là kinh khủng nha các bạn. Từ phần đầu tới phần lưng và cả phần đuôi của nó có những cái gai mọc lên nhìn rất là đáng sợ nè các bạn. Nhìn phần móng vuốt của nó rất là sắc nhọn và phần răng nanh của nó nè các bạn, thật là đáng sợ. Một loài khủng long săn mồi rất là hiếu chiến nha các bạn. Wow, một con Brachiosaurus các bạn ơi. Một con Brachiosaurus có màu rất là đẹp nha. Nó gồm màu đỏ đen nè các bạn. Con Brachiosaurus có cổ rất là dài và đuôi rất là dài nha các bạn. Một con Brachiosaurus màu đỏ đen rất là đẹp luôn.
Wow, một con Pentaceratops các bạn ơi. Một con Pentaceratops màu đỏ đen nha các bạn. Đặc điểm của loài này là hai cái sừng lớn chĩa về phía trước và một cái sừng nhỏ sống mũi này các bạn. Phần vảy ở lưng, phần vảy ở cổ của nó cũng rất lớn luôn nha các bạn. Lớn nhất trong tất cả các loài khủng long ba sừng luôn. Con Pentaceratops này có một màu đỏ đen rất là đẹp nha các bạn. Wow, tiếp theo không phải là một chú khủng long nào hết mà là một con động vật ăn cỏ rất là hiền lành các bạn. Một chú bò màu cam rất là đẹp, hai sừng của nó màu xanh nhìn rất là nổi bật nè các bạn. Một chú bò nhìn rất là đáng yêu nha. Wow, tiếp theo là một chú Huskywaskie màu xanh lá các bạn, đang đưa tay chào các bạn nè. Một chú Huskywaskie màu xanh lá răng răng rất là nhọn nha. Wow, đây là con gì có hình dạng rất là dị dạng nè các bạn ơi. Cùng tìm hiểu xem đây là con gì nha. Wow, một chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi.